Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chú trọng phát triển đảng viên mới đi đôi với thành lập các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đã và đang được tỉnh ủy Lào Cai tập trung chỉ đạo thực hiện. Tỉnh ủy Lào Cai đã ban hành đề án số 07 về xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2013-2015 và định hướng đến năm 2020. Đến nay đã thành lập được 44 chi đảng bộ trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, gồm 6 đảng bộ cơ sở, 38 chi bộ cơ sở. Tính từ năm 2013 đến tháng 7 năm 2019 đã kết nạp được 238 đảng viên tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Trong lãnh đạo, các tổ chức cơ sở đảng doanh nghiệp ngoài nhà nước đã coi trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động phù hợp với đặc thù từng loại hình doanh nghiệp. Lãnh đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, hoàn thành nghĩa vụ đối với nhà nước, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động. Một số đơn vị doanh nghiệp cũng đặc biệt coi trọng công tác phát triển đảng viên mới thông qua việc phát động các phong trào thi đua, từ đó phát hiện công nhân người lao động ưu tú, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, cử đi bồi dưỡng tạo nguồn kết nạp đảng. Năm 2019, bảo thắng đề ra mục tiêu giảm 3% tỷ lệ hộ nghèo, giảm 1,82% tỷ lệ hộ cận nghèo. Đến nay tỷ lệ giảm nghèo đã vượt mục tiêu đề ra. Để thực hiện được mục tiêu này, ngay từ đầu năm huyện Bảo Thắng đã triển khai thực hiện đồng bộ các chính sách, dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện, đảm bảo kịp thời, đúng nguyên tắc, quy định của nhà nước. Cùng với đó, huyện cũng quan tâm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào sản xuất, khuyến khích người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng vật nuôi phù hợp, đẩy mạnh việc xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu hàng hóa đặc trưng nhằm nâng cao sức cạnh tranh và giá trị sản phẩm trên thị trường. Với những giải pháp đồng bộ đó, hết tháng 11 năm 2019, ước số hộ nghèo trên địa bàn huyện giảm là 922 hộ, tỷ lệ giảm nghèo là 3,07%, đạt trên 146% so với kế hoạch tỉnh giao, và đạt trên 102% kế hoạch huyện phân đấu. Góp phần đưa số hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 2.165, chiếm tỷ lệ là 6,91% tổng dân số, hộ cận nghèo xuống còn 3.114 hộ, với tỷ lệ là 9,94% tổng dân số. Đây cũng là tiền đề quan trọng để huyện Bảo Thắng phân đấu để nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới ở địa phương, phân đấu trở thành huyện nông thôn mới đầu tiên của tỉnh theo đúng lộ trình đề ra. Với rất nhiều nguy cơ tiềm ẩn đe dọa sự an toàn của trẻ, việc bảo vệ, phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ em là vô cùng quan trọng, cần sự vào cuộc của cả cộng đồng. Tỉnh Lào Cai hiện có hơn 200.000 trẻ em. Trong năm nay, có hơn 500 trẻ gặp phải những tai nạn thương tích khác nhau như mất tích, đuối nước, bỏng, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến sức khỏe, tinh thần, thậm chí là tính mạng của trẻ. Để giảm thiểu tối đa tai nạn, thương tích xảy ra cho các em ở nhà hoặc trường học, cả phụ huynh và giáo viên cần thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa như củng cố cơ sở vật chất để tạo ra môi trường sống an toàn và lành mạnh, thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn trẻ kỹ năng sống để tự bảo vệ mình. Trong năm, Sở Lao động Thương minh và Xã hội đã triển khai dự án hỗ trợ các can thiệp hiệu quả và bền vững để phòng chống đuối nước cho trẻ em tỉnh Lào Cai năm 2019 trong đó có 15 xã thị trấn thuộc các huyện Bắc Hà, Bảo Yên và thành phố Lào Cai được hưởng lợi. Chi đoàn phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh hàng năm tổ chức chương trình tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại các trường học. Đầu năm học các trường đều xây dựng kế hoạch xây dựng trường học an toàn phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Thưa quý vị và các bạn để chủ động bảo vệ đàn vật nuôi giảm thiểu thiệt hại do rét đậm rét hại gây ra, xã Lùng Cải huyện Bắc Hà đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo sức khỏe cho đàn gia súc trên địa bàn. Năm nay, gia đình chị Thào Thị Bằng ở thôn Sẻ Trải, xã Lùng Cải, mua hai con trâu để phục vụ sản xuất. Được cán bộ thú y xã xuống tận nhà tiêm phòng, hướng dẫn rất cẩn thận cách phòng chống rét cho gia súc. Gia đình chị Bằng đã chủ động che chắn, chuồng trại, trồng thêm cỏ voi làm nguồn dự trữ thức ăn trong mùa đông cho hai con trâu của gia đình mình. Sáng sớm thì mình pha nước nóng cho trâu ăn trâu uống khi trời mưa thì mình nhà mình trùng được dâu thì mình lấy dâu về nhà cho châu ăn thôn sảng lùng chín là thôn có số lượng gia súc tập trung nhiều nhất của xã hiện nay đa số các hộ gia đình đã có nhận thức cao trong công tác phòng chống đói rét không còn hiện tượng chủ quan khi mùa đông đến chuồng trại nuôi nhốt gia súc với sự hỗ trợ của nhà nước đã được tu sửa kiên cố, đảm bảo sự khô giáo, ấm áp trong mùa đông. Trước cái diễn biến phức tạp này thì em thu tóc thì em cũng uh, lấy cái, thu cái rơm về để cho phục vụ cho mùa đông này trâu cho trâu nó có ăn. Theo thống kê, trên địa bàn xã Lùng Cải hiện nay có 810 con trâu, 397 con bò, 815 con lợn, trên 12.000 con gia cầm từ đầu năm đến nay đàn vật nuôi trên địa bàn xã phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh lớn ảnh hưởng đến chăn nuôi sản xuất của người dân. rút kinh nghiệm từ mùa đông trước, xã tập trung tuyên truyền đến bà con không nên chủ quan vì biến đổi khí hậu có thể xảy ra những đợt rét bất thường không theo quy luật. bà con chủ động trồng cỏ vai cũng như là dự trữ cái giả à, vừa rồi thu hoạch lúa à, dự trữ cái giả để à, cùng với cỏ vai à, để cho châu ăn đồng thời chúng tôi tuyên truyền bà con nhân dân là uh, gieo ngô dày để uh, cùng với đó với uh, ngu với rôm uh, dạ để làm thức ăn cho châu bò trong uh, mùa đông. Tuy nhiên trên địa bàn xã hiện nay còn 129 hộ dân chưa có chuồng nuôi nhốt hợp vệ sinh đảm bảo phòng chống rét cho gia súc châu bò vẫn buộc ngoài trời. Chính quyền địa phương đang tiếp tục tập trung tuyên truyền ủng hộ huy động lực lượng tham gia hỗ trợ những hộ dân này thực hiện công tác phòng chống rét cho gia súc hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa và hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy, góp phần bảo vệ môi trường do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phát động tháng 10 năm 2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bảo Thắng thí điểm triển khai thực hiện mô hình đi chợ bằng làn ở thị trấn Phố Lu. Sau 2 tháng phát động, phong trào đã có sự lan tỏa rộng rãi trong các cơ sở hội, nhận được sự hưởng ứng của hội viên, qua đó góp phần hạn chế lượng túi ni lông khó phân hủy thải ra môi trường. Gần 2 tháng nay, Chiếc làn này đã trở thành người bạn đồng hành của bà Nguyễn Thị Hảo ở thôn Đông Căm mỗi khi đi chợ. Trước đây, bà Nguyễn Thị Hảo có thói quen đựng thực phẩm trong các túi ni lông mỗi khi đi chợ. Nhưng từ khi được Hội Phụ Nữ các cấp tuyên truyền về tác hại của túi ni lông với sức khỏe và môi trường, bản thân bà và các chị em phụ nữ trong thôn đã chuyển sang dùng làn để đi chợ. Thì mình cũng muốn là dùng những cái loại gì mà có nó dễ phân hủy như là túi giấy, hay là những cái túi ni lông mà à, bây giờ nó có những cái túi ni lông mà 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 để khi mình không dùng đến nữa nữa thì là nó phân hủy được. thì mục tiêu lớn nhất của chị em phụ nữ là đi chợ bằng làn nhựa thì nó giảm được cái tối thiểu nhất là cái hạn chế được cái túi ni lông để đựng thực phẩm của mình đó nó ra ngoài môi trường khỏi ô nhiễm môi trường. Phong trào đi chợ bằng làn được hội phụ nữ xã Ta Phú huyện Bảo Thắng phát động thực hiện làm điểm ở thôn Đông Căm. Cùng với việc tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên về tác hại của túi ni lông tới sức khỏe và môi trường, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã trích nguồn chi thường xuyên trong năm mua trên 200 chiếc làn để tặng cho hội viên ở các thôn. Đến nay nhiều chị em phụ nữ ở các thôn bản đã sử dụng làn để đi chợ, từ đó hạn chế chất thải nhựa và túi ni lông ra môi trường, bảo vệ sức khỏe cộng đồng thì là chúng tôi đã mua làm nhựa để tặng cho chị em ở trên thôn Tân Tiến là cái mô hình điểm và cái thứ hai là chúng tôi cũng đã mua những cái chai nhựa và cũng gắn logo của hội liên hiệp phụ nữ xã Gia Phú để à, thay đổi tất cả trong các cái, cái, cái hội trường là để chúng ta sẽ sử dụng là à, bằng cái chai thủy tinh đựng nước chứ chúng ta không dùng cái 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 chai nhựa để đựng nước nữa và cái thứ ba là ngày hôm nay là chúng tôi cũng đã cũng lại trích kinh phí của hội ra để mua tặng cho các chị là trong ban chấp hành những cái làn nhựa này cũng mong muốn rằng là các chị là chị hội trưởng à các chị là ban chấp hành là cũng là những hạt nhân để tuyên truyền vận động tới cho tất cả các cái cán bộ hội viên của mình nó sẽ thực hiện cái mô hình này hiện nay mô hình đi chợ bằng làn đã được triển khai thực hiện ở 6 xã thị trấn trên địa bàn huyện Bảo Thắng đã có gần 1.000 chiếc làn được phát cho chị em Cùng với mô hình đi chợ bằng làn hoặc giỏ sách, Hội Phụ nữ các cấp trên địa bàn huyện Bảo Thắng còn có nhiều mô hình góp phần tích cực trong việc thực hiện tiêu chí môi trường trong chương trình xây dựng nông thôn mới, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Thời gian tới thì chúng tôi tiếp tục là vận động các hội phụ nữ các xã cũng như là chỉ đạo đến các vận động các hội viên là tiếp tục thực hiện cái mô hình này thay bằng có thể thay đổi bằng nhiều nhất và có thể là vấn đề là vệ sinh môi trường là cũng thay, vẫn nói là một bông hoa thì thay bằng cái việc là một cái túi ni lông để làm sao cho hạn chế cái rác thải và đối với từ trong gia đình ấy thì là trong là những người mẹ thì cũng phải vận động các cháu của mình từ các con của mình đấy vấn đề là hạn chế làm sao kia và chúng tôi mục đích của chúng tôi muốn là có thể là thay bằng là nhựa thì nếu mà có thể có làn cói hoặc làn tế theo tính toán sơ bộ, mỗi ngày đi chợ nếu không sử dụng làn hoặc giỏ sách thì một người sử dụng từ 6 đến 10 túi ni lông. Từ đây một khối lượng rác thải khó tiêu hủy khổng lồ sẽ thải ra môi trường. Vì vậy phong trào đi chợ bằng làn tuy là hành động nhỏ nhưng lại mang ý nghĩa lớn có phần bảo vệ môi trường. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.